Mọi người ta chuộng đúng không? Mọi người đó chuộng cái cà cozy ra là mình mới đi lâu dài được. Ờ, nếu mà chấm đến 2 điểm 10 thì mình khoảng 9.5 trên 10. Em chấm 8 điểm. Dạ. Chị thấy hiện tại là tôi hướng với chị cũng rất là thích và ưa chuộng cái matcha bên sản phẩm bên em nhiều. Ờ, chị thấy ngon á. Hôm chị cũng là một tín đồ mà đam mê matcha và pha với cái loại trà.